bao lâu em trở thành cái đấy từ nghĩa là nghe bao lâu thì em trở thành từ intern em lên thành kiểu junior design, trở thành designer, thành senior design, trở thành director. Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với vlog của DS. Và hôm nay là một tập rất đặc biệt tại vì Huy đã mời được một nhân vật rất là quan trọng, đó là anh Linh Ly. Anh là senior director tại agency quảng cáo. Tập hôm nay sẽ là tập giải ngố cho các bạn về ngành quảng cáo, một cái ngành mà xin việc khá là dễ dàng và đang có một cái thị trường rất là rộng mở tại Việt Nam. Rồi, bây giờ thì để làm quen với nhau thì chắc là anh Linh Ly sẽ giới thiệu một chút về bản thân của anh đi. Rồi, xin chào các bạn, mình là Linh, mọi người có thể gọi mình là Linh Ly. Và mình hiện tại mình đang là Senior Director của công ty Agency Dancer Redder. Thì trước đây thì mình đã làm qua một số agency ở Việt Nam, như mình đã từng qua làm qua ở OV, Leomonet Việt Nam, TBRA. Và trước đó thì mình đã từng làm việc ở Hà Nội một thời gian với các vị trí về branding design, về packaging. Thì hôm nay rất là vui được ở cùng với các bạn ở trong vlog này để chúng ta cùng nói chuyện về cái ngành quảng cáo hiện tại đang như thế nào và những cái bước mà khi các bạn bước vào ngành quảng cáo nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta cùng nói chuyện với nhau, cùng lắng nghe với nhau và xem có những cái gì mà chúng ta có thể khám phá. Rồi, rất là cảm ơn anh Linh. Huy nói qua một chút mà, thì hồi đó DS có làm một cái khảo sát của 1.000 người đã điền vô. Thì đa phần là tới tầm đâu đó Huy nhớ là 60-70% các graphic designer ra trường là làm tại các agency quảng cáo. Cho nên đây là một vlog rất là quan trọng cho những bạn mà muốn đi theo graphic designer. Thì Huy cũng đã tổng hợp lại rất là nhiều những câu hỏi trong ngành để các bạn hiểu được là làm quảng cáo là làm cái công việc gì. Thì anh Linh, anh là Senior Director đúng không? Vậy thì cái công việc của anh làm bình thường là gì ha? Tại nghe director giống như là anh giám sát nghệ thuật hay cái gì đó nghe rất là lớn. Thật ra là kiểu phải rất là kiểu làm rõ với các bạn, vì đôi lúc mọi người nghe chữ director vì có chữ director ở trong đấy thì mọi người nghĩ là kiểu một cái vị trí gì đó nó như ở giám đốc. Thì thật ra là director ở trong ngành quảng cáo thì cái term mà dịch ra tiếng Việt ấy, mọi người sẽ gọi là chuyên viên giám sát về đồ họa, giám sát về hình ảnh hay là giám sát về nghệ thuật. Thì những cái người director ở đây mọi người sẽ có cái vị trí để chủ yếu tập trung vào là gì, là có trong một cái gọi là dự án, gọi là campaign hay chiến dịch quảng cáo, thì người director là người nắm giữ cái vai trò cái visual, gọi là cái đồ họa, cái hình ảnh xuyên suốt khi bạn làm ở những cái gọi là những cái clip TVC video cho tới những cái gọi là offline, tức là cái thực tế bạn nhìn thấy ở ngoài ngoài đường, nhìn thấy ở các kệ hàng, gọi là vị trí offline, thì bạn sẽ có một cái hình ảnh nó xuyên suốt, nó có những cái hình ảnh visual và đồ họa nó không có sự thay đổi, không có bị sự mà cảm giác là bạn nhìn của chiến dịch này và nhìn ở những cái vị trí khác nhau mà cảm giác nó không liên quan đến nhau. Thì những cái người đó luôn luôn phải có khả năng là nhất inspire những cái người ở dưới, có người nắm giữ cái đồ họa xuyên suốt với khi mình làm việc với nhiều đối tác khác nhau. Thì cái tại sao mình nói là nhiều đối tác khác nhau, vì cái ví dụ mình bạn làm với cả video bạn sẽ làm với cả một đội ngũ sản xuất, bạn làm với cả cái hình ảnh thì bạn sẽ làm với đội ngũ sản xuất về hình ảnh khác nhau. Thì khi bạn làm việc với các bên, bạn là người nhìn thấy cái tổng quan và bạn nắm giữ cái đấy, và bạn luôn luôn phải giữ mọi thứ nó trong một cái khả năng là bạn không để cho nó quá xa rời với cái ý tưởng ban đầu của agency. Thì những cái người làm gọi là vị trí art director thì là những người phải có cái khả năng là người control, thuyết phục, gợi cảm hứng, biết làm việc với người khác, biết khả năng, tất nhiên mọi người đều phải biết khả năng về thiết kế đồ họa. Thì đó là vị trí điều rất là quan trọng. Rồi, thì coi như nói nôm na là em có thấy anh đăng lên Facebook ấy, mới nói gần đây là cái bi tiết em chăm gì đúng không? Đó nghĩa là mình thấy có rất là nhiều những cái poster màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau vậy đó. Nhưng mà nhìn nó vẫn giống như là cùng một cái chiến dịch đi ra. Còn tất nhiên là khi mà chụp ảnh đồ thì đó là một chỗ khác, mình làm chữ là chỗ khác. Nên thành ra là cần một người điều hành cái đó. Đúng rồi. Thì giống như cái dự án vừa rồi là dự án Em Chân Cân Tết, mình làm ở Desirader với cộng tác với cả khách hàng là BT Việt Nam. Thì khi các bạn làm cái đấy thì các bạn sẽ có những yếu tố, đầu tiên là bạn phải có khả năng bạn làm việc với cả một cái đội ngũ sản xuất hình ảnh, là các anh bên photographer, chụp ảnh là bên tranh studio. Mình sẽ làm việc với một đội ngũ gọi là trên set, là những cái người phụ trách về các design của set, chọn về tông màu, chọn về quần áo, làm thế nào để người ta lựa chọn những cái quần áo, ví dụ kiểu quần áo hôm nay của chúng tôi hôm nay mặc như nào để cho phù hợp nhất với cả cái đấy. Vì lúc đầu là khi bạn đưa ra những cái ý tưởng trong đầu bạn thì nó rất là mơ hồ,
nó đôi khi nó chỉ là đen trắng kiểu ý tưởng thôi, nhưng mà khi nó vào thực tế rồi, vào dịp Tết rồi thì quần áo nó như nào nó mới là Tết, hay là đồ họa như nào mới là Tết. Thì những cái đấy bạn sẽ phải làm việc rất là kỹ với cả những cái người gọi là asset, những người làm những cái phần mà khung sườn, những cái đồ vật trang trí, hay là xong rồi bạn phải làm việc các bên 3D để làm ra cái chữ, hay làm những cái typo, hay là những cái đồ họa mà bạn muốn. Thì đó là bạn sẽ là người làm việc rất là nhiều, đó là gọi là communication. Thì đó là cái khó hơn so với cả một bạn design bình thường. Cái design bình thường thì mình chỉ biết coi như là chữ rồi layout các thứ thôi. Nghĩa là design bình thường là mình sẽ làm đoạn đầu là làm ra một cái layout. Đúng rồi, làm layout xong rồi ok, em có cái layout rồi. Xong rồi ok, bây giờ cái tiếp theo của người editor là ok, với cái layout này anh sẽ sản xuất như thế nào. Phải như là hiểu về cái quy trình nó luôn. Đúng rồi. Thì nghe nãy giờ anh nói thì nghe thấy cũng vui. Nhưng làm việc với lại nhiều bên xong rồi nhiều thứ, quy thiệt các thứ. Thì anh có thấy vui không? Thật sự là khi nó sẽ có những cái thứ mà khiến cho bạn cảm thấy là rất là kiểu vất vả hơn một xíu, và có những thứ nó sẽ rất là vui, vì khi bạn đưa được những cái design của mình ra cái cuộc sống thật với một cái quality nó cao hơn rất nhiều. Vì cũng quay lại câu chuyện là cũng có một số bạn cũng hỏi mình là anh ơi, cái hồi anh làm design mà branding và các thứ ấy, nó khác gì so với anh lúc anh làm design quảng cáo. Thì cái câu chuyện thực sự của mình nó nằm ở chỗ là khi làm về brand identity hay là làm về packaging ấy, đôi lúc nha, vì bây giờ thì có thể cái cách làm việc của người đã khác, mà đôi lúc hồi đấy mình làm thường là mình sẽ làm rất là một mình. Và vì mình có thể handle cái design từ lúc mà mình đưa ra cái ý tưởng cho đến lúc mình finish, và gần như mình có thể làm đến final artwork của cái design packaging đấy một mình, hoặc gần phần lớn là mình có thể làm đến một mình. Hay là cả brand identity, nhất là các brand identity mà nhỏ, cho các công ty nhỏ, thì mình có thể đưa ra đồ họa, làm logo, làm visual, làm name card, làm letterhead, làm mọi thứ mình có thể finish đến cái giai đoạn cuối cùng. Nhưng trong ngành quảng cáo nó khác. Nhưng ngành quảng cáo nó rất là khác, vì những cái quality về những cái gọi là KV, key visual, hay làm cho các bạn làm đến cái gọi là TVC, thì các bạn hoàn toàn phải cần những cái đội ngũ như kiểu các bạn photographer, hay là các bạn làm về gọi là mình được cơ hội, mình được gặp tất cả rất nhiều đạo diễn, cả đạo diễn nước ngoài, các bác ở tận Pháp, các bác ở tận Hà Lan, hay là những đội ngũ sản xuất 3D mà các bạn có thể theo dõi Facebook mình, các bạn thấy coi là ví dụ cái job mà Dynamite, cái TVC của Dynamite là mình làm với cả các bạn Blossom House là ở bên Nga, là bên là BVFX là bên Nga, các bạn ấy rất 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 cool và cái khả năng làm 3D rất là tốt, và gần như là cái thị trường ở Việt Nam hiện tại vẫn đang phát triển và các bạn ấy đang đến một cái level rất là cao. Thì đó là cái mình mà được cơ hội làm các bạn ấy, nên mình cũng rất là vui có cơ hội làm các bạn ấy. Phải nói là trong ngành quảng cáo mà những người mà đi học DS học quảng cáo ra cái đầu hết 100% có việc hết. Đúng rồi, ra là có việc kinh khủng thiệt. Thì rất là vui là kiểu phần lớn các bạn học viên của mình, kiểu ba khóa của Promotion Design Basic, của ba khóa đầu của mình, thì các bạn ấy đã đều đang kiểu phần lớn là đều đã đi làm và đã có những cái agency, có bạn làm designer, có bạn làm intern. Nhưng mà các bạn cảm giác là các bạn, kể cả các bạn không có làm trong ngành quảng cáo, nhưng mà các bạn có sử dụng được những kiến thức mình share và mình truyền đạt cho các bạn ý trong cái công việc hiện tại của các bạn ý. Thì đó cũng là lâu lâu mình vẫn update các bạn ý, vẫn đóng là cái niềm vui mỗi ngày. Mà kiểu như là khi mà các bạn mà vô làm intern đồ ấy, thì anh hay thấy là các bạn thiếu những cái kỹ năng gì mà anh đem cho anh dạy, anh hay dạy cái gì? Thật ra khi các bạn mà vào làm intern ấy, thì cái những cái bạn mình dạy rồi thì mình không có nói gì, nhưng mà kể cả những cái bạn mới ấy, thì cái khái niệm các bạn vào làm intern thì các bạn cái đầu tiên là các bạn bị thiếu gọi là những cái kiến thức của một cái agency, là ví dụ những cái quy trình của một agency là gì, và trong một cái cầm bên cái agency đấy người ta làm cái gì, và định nghĩa của từng cái thì nó khá là, thật ra nó khá là mới. Kể cả khi mình hồi mới vào ngành quảng cáo là mình cũng bị kiểu mất khoảng tầm mất năm để mình học được những cái đấy, vì nó không chỉ đơn giản là, và nhất là quan trọng là mình nhớ là kiểu khi làm lúc mà mình là bước vào Sài Gòn và mình làm ngành quảng cáo thì nó bị một vấn đề là kiểu mình đôi lúc mình design chỉ vì nó đẹp. Chỉ vì nghĩa là mình đưa ra cái design xong rồi kiểu chị sếp nói chuyện mình bảo ủa thế em giải thích tại sao em làm cái design này, hay là em lựa chọn cái design này hướng này, thì em tại vì em thấy nó đẹp, em thấy nó mới, em thấy nó kiểu nó đang trendy. Em chưa
xong bảo ủa thế rồi chị bán cho khách hàng thì nghĩ là kiểu tại sao. Thì lúc đấy là mình mới, đó là cái khoảng thời gian mình bắt đầu mình cũng khá là kiểu vất vả để kiểu học và hiểu được là cái đôi lúc những cái gọi thiết kế đẹp ấy, những cái thiết kế mà gọi là xu hướng thiết kế của năm hay là những cái somehow xong quát mà các bạn có thể xem rất là nhiều trên Pinterest hay là trên Behance, thì các bạn sẽ có một cái mà đôi lúc các bạn không phải là cứ đẹp mà bạn mang vào, mà các bạn đôi lúc các bạn sẽ phải là kiểu cái nhãn hàng của bạn nó có cần hay không, cái người mà đón nhận cái đấy nó có cần hay không. Ví dụ bạn làm cho một cái bỉm sữa thì nó sẽ rất là khác bạn làm cho một cái người đàn ông với cả cái xe ô tô, thì hai nhãn hàng nó hoàn toàn khác nhau, mà đâu phải lúc nào bạn cũng làm một cái kiểu design và bạn áp dụng cho tất cả được. Kiểu như là không phải lúc nào mình thích mình đẹp thấy đẹp mà phải nghĩ tới coi như là cái công ty đó, cái thương hiệu đó nó cần cái gì. Đúng rồi, nên đôi lúc là kiểu cái design bạn cần phải có một cái lý do, và lý do đấy bạn phải tích đủ box là ok nhãn hàng, khách hàng của bạn như thế nào, cái design này nó có phù hợp hay không. Ví dụ làm mùa Tết thì đâu cần nó phải kiểu như nó lạnh. Làm mùa Tết thì đâu cần nó phải như summer, và làm summer thì đâu cần hoa đào. Dù là có mình phải nghĩ rộng ra chứ, dù là không phải cần đẹp không. Đúng rồi. Tất nhiên đẹp thì vẫn cần, nhưng mà nó phải đúng cái hướng. Đúng thì đúng cái hướng. Đúng cái hướng. Thế nên mà nó sai hướng thì đẹp thì cũng như không. Nên khi các bạn mà nếu có cơ hội vào cái quảng cáo, các bạn làm việc với các sếp hay các anh các chị ấy, thì các bạn cứ cố gắng là kiểu ok bạn hãy tìm một cái lý do để đưa ra hay là để show cái design cho cái design của mình, hay tìm là bạn hãy nhìn lại một lần nữa vào cái gọi là cái brief. Brief không có tiếng gì. Brief không có tiếng Việt đúng không? Không có tiếng gì. Đề bài hoặc là cái yêu cầu của các bạn AK hoặc của khách hàng các bạn là ok yêu cầu của tôi là gì, bạn thử tích thì mình đã đủ cái box hay chưa, trước khi mình nói là ok em muốn bán cái thiết kế này và nó chỉ nói là em tại vì em thích nó và em thấy nó đẹp. Đừng bao giờ nói thế. Vậy ví dụ coi như là khi mà mình đi tuyển intern designer cho ATC quảng cáo đi, thì anh sẽ cần bạn nó có những cái kỹ năng gì hay là bạn suy nghĩ như thế nào anh chọn? Thì thật ra là khi các bạn intern khi vào cái quảng cáo ấy, anh luôn luôn có một cái open mind cho các bạn, ý là một cái, vì các bạn ý là các bạn intern tức là những người đến đây để học hỏi, thì cái đầu tiên là anh sẽ luôn yêu cầu các bạn ý có khả năng là ok các bạn có tự tin vào bản thân mình để nói về những cái sản phẩm của mình không. Vì khi em gặp bất cứ một ai em nói với cả những cái người khác về cái sản phẩm mình thì nó phải có niềm mình cảm giác mình tin vào cái sản phẩm đấy là nó đẹp, thì mình mới bán được cho người ta. Nhưng mình phải làm ra mình làm ra mình thấy là ok mình thích. Chứ kiểu mỗi lần anh gặp các bạn là kiểu các bạn ấp úng là đây là cái work của em, rồi đây là cái logo, đây anh xem đi. Ok. Thì coi như khi phỏng vấn mà khi cái cách mà mình present cái portfolio của mình đúng không? Đúng rồi. Mà thấy bạn nó thiếu tự tin vô cái work thì mình là sợ coi như không tuyển. Đúng rồi. Ví dụ mình có thể nói lại cái câu chuyện vừa rồi là kiểu đây là cái work của em, đây là cái logo của em, nó làm cho nhãn hàng như thế này, và em làm logo vì vấn đề là nhãn hàng này nó có những cái đặc điểm như thế này. Thì các bạn hoàn toàn có thể nói một cách tự tin với vấn đề đấy, hoặc là các bạn thể kiểu viết ra giấy trước hoặc là viết vào điện thoại trước cho các bạn có thể vừa đọc vừa thứ, nghĩa là vấn đề là các bạn phải nói được ra là cho người hiểu, vì mình hay tất cả những cái anh sếp hay là các chị sếp đều không phải người làm cùng với bạn bối cảnh đấy, nên họ hoàn toàn không hiểu được là các bạn đang nói về cái cuộc đấy như thế nào, không ai hiểu được cái cuộc đấy, bạn phải làm cho người ta hiểu được cái vấn đề đấy. Thì khi bạn làm cái đấy, người ta mới hoàn toàn nhập tâm vào cái lời nói, cách thuyết trình của bạn. Thì lúc đấy thì các bạn hoàn toàn có cái cơ hội để vào một cái agency quảng cáo. Vì khi làm cái agency quảng cáo ấy, nó mình luôn lúc mà trong những cái buổi đầu của mình, khi mình dạy cái khóa của mình, mình luôn nói với các bạn là agency quảng cáo là một cái môi trường mà nó đa dạng. Nó đa dạng hơn rất nhiều so với những cái môi trường về design, môi trường corporate. Corporate là những cái môi trường mà các bạn làm ở trong in-house ấy. Nó đa dạng hơn rất là nhiều vì các bạn sẽ gặp được các anh bạn rất là cool, rất là ngầu, những cái người thì rất là kiểu nhìn rất là kiểu có khi gặp phải rapper, ca sĩ ở trong đấy mà họ vẫn làm design tất nhiên, hay là những cái người mà kiểu làm chuyên về vẽ. Mình gặp rất nhiều bạn visualizer rất là nổi tiếng ở trên mạng thì các bạn có làm ở agency, hay là những cái bác kiểu nhìn rất là cool ngầu mà bác làm creative writer, nhìn kiểu xăm trổ đầy mình nhưng mà bác ấy kiểu lại cầm đàn guitar bác gẩy
Nó rất là nghệ, nên môi trường đấy là môi trường đa dạng, là một môi trường mà kiểu ai cũng có thể trở thành một cái gọi là có một cái beauty, nghĩa là có cái nét riêng của mình. Thì lúc đấy bạn phải luôn cố gắng, luôn phải thể hiện bản thân mình nó như thế nào. Bạn hãy tự tin bản thân mình. Thì ở trong Asian cáo thì cái sự tự tin là nó điều rất là cần thiết. Có thể bạn làm tốt hay chưa tốt thì cái đấy có thể học, nhưng mà cái sự tự tin là điều cần. Coi như là em có nghe một người nói đó là khi mà mình làm cho ngành quảng cáo thì bản thân mình phải thú vị để mình làm ra cái work của mình nó mới kiểu thú vị. Ừ, thì thật ra là kiểu ở trong ngành quảng cáo ấy, mọi người rất là fun, mọi người rất là vui vẻ, nghĩa là cái đó là cái điểm cộng ngành quảng cáo. Vì kiểu những cái môi trường nó càng vui ấy, hay là kiểu cái đầu óc bản thân, tự bản thân mình đầu óc nó vui thì em lúc em làm ấy, thì những idea nó mới điên. Nó sáng tạo hơn. Ừ, nó sáng tạo, nó điên khùng, nó đôi lúc mọi người hay đùa nhau là nhảm nhí. Vì đôi lúc cái nhảm nhí nó có thể nó thành hiện thực. Ừ. Trong ngành quảng cáo như mình rất là đề cao cái sự gọi là bay, cái sự đi của một cái dự án, một cái đúng campaign nào đó. Khi để nó nổi lên trong thị trường. Vì thật ra là đôi khi những cái idea mà nó hơi điên khùng, hơi nhảm nhí, hơi xả quần một xíu ấy, thì tất nhiên nó sẽ ở những cái giai đoạn đầu nó luôn là một cái đẹp, nhưng mà về sau nó sẽ nắn dần thì có thể nó sẽ giảm bớt đi, nhưng mà nó vẫn là cái sự thú vị là khi mình được nghĩ, mình được nói, mình được thể hiện, và mình cảm giác là mình cảm giác mình được sởn gai ốc lên mỗi lần mình cái idea này nó hay, và kiểu mọi người được cùng và cùng kiểu phát triển nó. Thì cái ngành nó hay ở chỗ đấy, nó có những cái thứ mà nó biết đâu đấy nó làm được, biết đâu đấy khách hàng nó mua, biết đâu đấy có những lúc nào đấy mà mình có thể đem những idea đấy khách hàng mua và sau đấy nó có thể đạt ở nguồn, thì đó là hoàn toàn cơ hội. Thì coi như là về đó là về phương diện idea đi. Còn nãy giờ thì mình ít nhắc tới mấy cái kỹ thuật như Photoshop, AI các thứ, thì coi như mấy cái đó như là chắc chắn là bắt buộc mình phải biết rồi. Nhưng mà về cái requirement, như cái yêu cầu, cái đó có cao hay là nó học vấn? Thật ra là khi làm ở cái về mảng quảng cáo thì cái kỹ năng về đồ họa nó là kỹ năng bắt buộc khi bạn bước vào cái gọi là làm vị trí designer hay là art director, thì nó là kỹ năng bắt buộc. Thì trong cái nghề quảng cáo ấy, thì kỹ năng design của mọi người thì nó cái mà mình thấy nhiều nhất ấy, thì vẫn là kỹ năng về Photoshop. Photoshop thì đôi lúc mọi người sẽ hơi bị quên một xíu. Vì anh nhớ dạo này mọi người sẽ hơi quên một xíu vì mọi người kiểu... Vì vấn đề là kiểu mọi người khi mọi người làm design, mọi người vẫn hay chủ yếu làm về logo trong cái giai đoạn đầu. Thì dẫn tới mọi người sẽ tập trung focus vào AI. Sau rồi mọi người sẽ kiểu Photoshop nó chỉ để mock up. Sau đó khi mà cần cái gì... Đến khi nó là cần nó trở lại thì mọi người bắt đầu kiểu nó hơi struggle một xíu trong lúc làm. Lâu. Đúng rồi, lâu làm. Ví dụ như kiểu vì anh đã làm việc và anh kể cả làm việc hay là đi dạy thì gặp các bạn, thì các bạn bị vấn đề về vấn đề gọi là ánh sáng. Đó là một cái kỹ năng mà mọi người thật sự là lúc đầu mọi người không có để ý đâu. Nhưng mà đến bản thân anh không để ý, nên lúc mà anh bắt đầu kiểu làm việc rồi anh mới thấy là vì đôi lúc kiểu cái ngành quảng cáo ấy đôi lúc nó cần một cái sự tả thật một xíu. Kiểu như khi mà mình đánh sáng đổ bóng đúng rồi là cái đó là khó. Đó khó. Mà cái đấy thì nó không phải là kiểu làm phát là được luôn. Nó phải do vấn đề nó quan sát. Thì nó cũng là một kỹ năng. Thì thứ nhất kỹ năng về thứ nhất là Photoshop, thứ hai là phải quan sát. Mọi người phải quan sát rất là nhiều. Và cái thứ ba thì nó sẽ cao hơn về sau, là cái về sau mọi người có thể là kiểu để ý hơn về gọi là về những cái thứ gọi là đồ họa chuyển động, animation, video. Thì nó là những cái thứ mà mọi người nếu có thì nó rất là tốt. Coi như là nếu mà học quảng cáo thì nếu học thêm được cái animation motion thì sẽ là tốt, vì cái lúc ấy tư duy của mình nó rất là khác. Ok, vậy coi như tóm gọn lại, vậy nếu mà muốn xin việc trong ngành quảng cáo dễ thì thứ nhất là chắc Photoshop, rất chắc, nhất là về ánh sáng đổ bóng. Đúng rồi. Thứ hai là phải hãy tự tin lên. Tự tin lên, thật sự các bạn cứ tự tin lên. Cá tính. Thứ ba là nếu ok thì các bạn học thêm về về animation hay motion design. Đó. Ba cái. Đúng không? Anh có add thêm gì? Anh nghĩ là tạm thời như thế. Và trong cái môi trường quảng cáo thì mỗi môi trường mọi người sẽ được học rất là nhiều.
học rất là nhiều, vì kiểu vào đấy thì mọi người sẽ tùy vào cái buộc ấy, mọi người có thể là mọi người sẽ được học về cách làm sản xuất, học về cách dựng phim, học về cái thứ everything okay, mọi thứ tới đó là cũng được học. Đúng thêm. Rồi. Nhưng nếu mà biết trước thì nó sẽ nhanh hơn. Biết trước thì nó sẽ rất nhanh hơn rất là nhiều. Thì thật ra là trong lúc mà trong cái khóa của anh dạy thì mọi người đã được một cái gọi là đi từ đầu, là từ lúc mà bạn bước vào ngành quảng cáo nó sẽ là như nào. Xong bạn sẽ học về cách xử lý về đồ họa ở KV. Các bạn được cách xử lý của social post, hay là các bạn được xử lý ở trong một cái phim TVC, nó quá trình nó sản xuất nó như thế nào. Thì xuyên suốt cái khóa học đấy là anh đã kiểu để cho các bạn là từng bước và mỗi ngày các bạn sẽ học một thứ để các bạn hiểu là nó như thế nào, để các bạn nên biết là mình đang học cái gì, mình thiếu cái gì để mình phát triển. Ok, vậy thì ví dụ như có những bạn mà nghe qua thấy rất là thích cái sự sáng tạo ngành quảng cáo mà các bạn chưa biết gì hết, thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi chưa biết cái gì hết. Thì thật ra là kiểu mình hay có cái đùa là kiểu không, nếu với em mà kiểu không có cái căn bản ấy, mà em sáng tạo ấy, thì nó giống như kiểu em không có cái chân, em cứ lao thẳng người phía trước. Em không có giữ lại, em cứ lao vun vút về phía trước mà kiểu em không biết là em đang đi về đâu. Thì đó là cái vấn đề, là kiểu rất nhiều bạn trẻ có một sự sáng tạo và nghĩ là mình cũng sẽ làm được một cái quảng cáo như thế này, tại sao kiểu phải cần nhiều người như thế. Nhưng mà khi các bạn, đôi lúc các bạn sẽ phải có kìm bản thân lại, và các bạn hãy đi từng bước thân bằng trước, vì đôi lúc sáng tạo nó không chỉ đơn giản nó đến là vì một cái ý tưởng bất ngờ trong đầu, mà nó đến từ đằng sau của nó rất nhiều gọi là chiến lược, cái sự phù hợp, hay là cái khả năng sản xuất của rất nhiều con người. Vì sau một chiến dịch của quảng cáo là mình có thể nói là tới hàng trăm con người trong đấy của các đội ngũ khác nhau, nên nó là cái đặc thù. Và đôi lúc những cái người gọi là art director hay creative director, họ phải là người đưa ra gọi là những cái quyết định cho hàng trăm con người để đưa ra được cái chiến dịch đấy ra được thị trường. Thì đó là nói đó. Về chiến dịch hay strategy đồ thì chắc là các bạn mới vô học, các bạn cũng chưa có được tiếp cận cái đó lắm, thì nhiều khi vô làm cái gì intern này là đúng rồi, Photoshop đúng không? Nhưng mà các bạn intern vào ấy thường là nếu đi cùng anh ấy thì các bạn intern luôn luôn được, ví dụ như lần vừa rồi là anh có đưa một cái bạn bé intern tham gia vào cái đi shoot cái em trên contest của BTS vừa rồi. Thì khi các bạn vào ấy, các bạn sẽ được thấy là kiểu một cái bức ảnh chụp, ví dụ có chụp các bạn nữ nó bay trên trời, bay giữa không gian như thế, thì tất nhiên là bạn ấy không thể nó bay được. Là mình, thứ nhất là mình phải treo bạn ấy lên, là mình phải chụp từng cái nét mặt của bạn ấy, thì xong rồi ghép cái nét mặt đấy vào một bức ảnh mình chọn. Kỹ thuật thấy cũng cao. Thì tất cả các bạn intern hay các bạn đấy thì cái cơ hội các bạn được tham gia vào những cái khâu đấy ở trong cái ngành quảng cáo là có. Các bạn hãy luôn tự tin, mình vẫn nói là các bạn luôn tự tin và muốn tham gia, hãy sắp xếp công việc và xin các bạn sếp để có thể cùng tham gia những cái đấy, thì đó là cái cơ hội các bạn để các bạn có thời gian học nhanh nhất những cái điều trong quảng cáo. Thì kiểu như theo anh, để mà trở nên sáng tạo hơn thì mình có thể bắt đầu làm cái việc gì ngay từ bây giờ? Để trở nên sáng tạo hơn thì thật sự là để sáng tạo hơn thì nó, các bạn hãy đúng là chỉ có xem nhiều, không có cách gì khác, xem nhiều. Nhưng mà ngoài xem nhiều ấy thì các bạn hãy nói chuyện, hoặc là thứ nhất là giống như kiểu trong các khóa của lớp mình đã từng dạy thì các bạn có một cái là kiểu các bạn xem quảng cáo này, xem quảng cáo kia, hay thắc mắc này thắc mắc kia, mình cùng trao đổi với nhau. Vì thật sự là kiểu các đôi lúc những cái ngày mà mình mới vào ngành quảng cáo ấy, mình có xem nhiều nhưng mình không hiểu. Đó là sự thật. Vì mình không hiểu là tại sao cái quảng cáo này nó lại như thế, và tại sao nó lại là đạt giải. Vì hay kể cả mình giống như kiểu anh xem những cái ad buộc hay là những cái design về kiểu này, có như xem xong phân tích ra, xem trong đấy, ý là kiểu tại sao nó phía trong người phân tích ra, ví dụ như kiểu em hay là Alex phân tích ra là kiểu sẽ là nó có grip như này, cái phông chữ và nó có style của nó như này, thì nó là một cái mà mình đôi lúc khi làm sáng tạo mình xem rất là nhiều, mình nhớ. Và mình khi em giống như kiểu một cuốn sách, em xem đọc lại, đây là em xem em hỏi lại những cái người đi trước thì người ta phân tích cho em, thì em mới thấy là hay qua cái idea nó là như này, nó có đi từ cái vấn đề này. Vì hãy cố gắng là cứ xem thật nhiều, vì đôi lúc là trong lúc nào đấy mình có thể hỏi lại, trong lúc nào đấy mình có thể nhớ lại, và lúc đấy mình có thể sử dụng lại, thì nó có những cái thứ mà khiến cho các bạn hiểu được nhiều hơn. Ok,
Thì ngành này rất là thiên sáng tạo mà. Đúng rồi. Anh cũng đã từng làm branding rồi đúng không? Thì những cái anh đánh giá này là sáng tạo hơn branding. Mỗi ngành nó khác nhau nha. Mỗi ngành nó đặc thù với nhau. Vì cũng không thể nào nói là kiểu ngành quảng cáo thì ngành quảng cáo thì nó sáng tạo hơn ngành branding, hay branding sáng tạo hơn ngành quảng cáo, vì nó hai cái là nó bổ trợ cho nhau. Vì bọn anh, vì bọn anh muốn làm quảng cáo thì bọn anh cái công ty đấy phải có branding. Không có branding thì mình không quảng cáo được. Thì đúng không? Công ty đấy phải có branding, nó phải có một cái bộ branding, nó phải có một cái bộ về cái chiến lược ban đầu của công ty nó tốt. Thì bọn anh mới phát triển nó và nó đưa đến cho nhiều người hơn. Thì đó, thì mọi người có thể thấy một cái quảng cáo mới của Iceback. Iceback vừa rồi khá là hay, mà kiểu có bên MN, bên MN Azure làm cái branding mới, branding mới xong rồi Azure làm cái gọi là communication, là quảng cáo để thể hiện được cái sâu được cái tinh thần. Đúng như là em kiểu em có một cái bộ rồi đúng không? Em mang cái bộ quần áo, em mang cái tinh thần nó truyền bá cho mọi người. Thì nó là quảng cáo, thì nó quảng cáo nó phải sáng tạo nào. Ok bây giờ em có một branding rồi, em chỉ dừng ở đấy. Như branding là một cái bệ rất là vững chắc đúng không, nhưng mà nó chưa có được biết tới cho nhiều đúng người rồi. Thì ngoài quảng cáo sẽ kiểu như bung xòe lên thì đúng không, nó phải thế. Thì bung xòe nó như thế nào? Bung xòe nó bằng kiểu một cái MV, bằng cái chất, bằng cái visual để sâu được cái nhiệt huyết của tuổi trẻ như nào. Thì đó là cái quảng cáo. Thật ra người ta thấy hay, người ta thấy nhớ là nhớ okay, mình thành công. Đúng rồi. Hỗ trợ. Thì thật ra là branding và quảng cáo nó luôn luôn là nó sự đi kèm với nhau. Nếu em biết branding thì em sẽ dễ dàng em nắm được cái key, cái màu sắc của cái thương hiệu đấy để em đem vào những cái gọi là cái quảng cáo em truyền bá cho mọi người nó dễ hơn. Ok. Cái ngành này cũng rất là vui. Nó rất là đa dạng. Đa dạng là vì có nhiều người. Ra một agency quảng cáo nó tầm cũng cả 100-200 người. Đúng rồi. Đó, cho nên là cái về phương hướng việc làm đồ thì cũng rất là nhiều các bạn. Cho nên là nếu các bạn nào học graphic design thì cũng chuẩn bị tinh thần, đôi khi là sẽ phải thì sẽ vô agency quảng cáo sẽ phải vô rồi phải vô. Cho nên là ở trong cái chương trình dài hạn của DS thì cũng sẽ mọi người cũng sẽ gặp anh Linh. Hả? Mong là năm sau anh còn vậy. Thật ra chứ. Không, thật ra là vì khi làm quảng cáo một thời gian ấy thì anh cái mà cơ hội mà anh gặp Huy hay là kiểu anh vẫn nói cơ hội anh gặp Huy hay cơ hội anh đi dạy ở DS thì cũng kiểu một phần là vì anh rất là muốn gặp những cái bạn trẻ có khả năng mà các bạn ấy chưa biết đến ngành quảng cáo, vì anh đã mất tầm 1 năm đến 2 năm để anh bước vào từ một senior designer hay là một athlete ở khi anh làm ở Hà Nội về branding design. Anh bước vào ngành quảng cáo thì anh hoàn toàn như một con số 0 và anh mất đến 1 năm đến 2 năm để anh có thể học được và anh phát triển đến bây giờ. Thì anh cũng muốn giúp các bạn là rút ngắn cái thời gian đấy. Trong cái khóa học của anh là rút ngắn các bạn là thời gian các bạn có thể bắt đầu học về quảng cáo là gì, cái quy trình nó như thế nào, trong một cái ngành, trong một cái chiến dịch thì nó cần những cái gì. Thì nó giúp cho các bạn bước đầu một cái cửa hành trang để các bạn bước vào ngành quảng cáo. Còn về những gọi là idea hay là ý tưởng ấy, anh sẽ cho bạn những cái cơ bản và các bạn ấy phát triển trong quá trình các bạn làm, vì idea nó luôn luôn là tự bản thân mỗi người. Đúng không? Nghĩa là tự bản thân mỗi người sẽ có idea và mình thích ứng như thế nào với cả từng cái nó độ nhạy. Nhưng mà mình cần phải biết là ok, mình phải có vũ khí để mình có thể phản ứng được. Đúng rồi, để coi như là biết trước đỡ bị sốc. Nhiều bạn vô cái thấy ngành quảng cáo hay không biết, nó khác hẳn hoàn toàn những gì các bạn học ở trong đại học. Đó. Sợ lắm, nghĩa là hồi đấy anh có một thời gian anh bị sợ luôn, vì vấn đề là kiểu mọi người nói chuyện quá nhanh, mọi người nói chuyện quá nhanh vì mọi người đã kiểu trong cái ngành lâu rồi, mọi người nói chuyện rất nhanh, mọi người sử dụng cái từ ngữ nó rất lạ, nó không có trong của cái ngành design từ ngữ rất lạ, những cái từ viết tắt hay là những cái từ âm tiếng Anh hay là cách xử lý công việc, thì nó kể cả mình làm người design, mình bước vào đấy mình làm những cái design nó nhanh ấy, nhưng mà đôi lúc nó vẫn sai, nó làm đi làm một cái nó vẫn sai. Thì đó là một cái thời gian mà anh trải qua, thì anh nghĩ là cái khóa học này nó sẽ giúp các bạn bước vào cái ngành đấy nó nhanh, và đôi lúc nó sẽ làm cái sự thuận lợi để các bạn phát triển về cái công việc rất nhiều. Vì cái thời đại bây giờ thì mọi người bắt đầu dần dần đến cả các studio design, mọi người bắt đầu làm về phim, làm về các clip quảng cáo, làm về social board, làm về các digital, thì mọi người các studio design nó bắt đầu cũng trở thành những cái agency nhiều hơn, đa dạng hơn, vì công việc bây giờ mọi người thấy rất là nhiều. Nó không chỉ đơn giản gói gọn là agency là chỉ có làm về design, graphic và in ấn.
mà bây giờ các agency design bây giờ họ bắt đầu làm cả phim nữa, thì kết hợp với nhau tất cả mọi thứ. Nên bây giờ tóm lại nói chút là nếu mà bạn nào muốn đi theo ngành quảng cáo thì hãy bắt đầu, nếu mà chưa biết gì hết thì hãy bắt đầu những cái thứ sau đây. Thứ nhất là về những kỹ thuật Photoshop AI cho chắc vô. Thứ hai đó là về vấn đề sáng tạo, thì các bạn hãy xem nhiều, này rất quan trọng, anh Linh đã nhấn mạnh rất nhiều lần, xem và phân tích. Đó. Không xem thôi cũng được. Không xem thôi cũng được thật sự. Đúng rồi. Được, xong rồi vào lớp đi, xong rồi hỏi đi tôi trả lời cho. Đúng rồi. Đó, bây giờ thứ ba là hãy chuẩn bị tinh thần. Tại vì có thể nó sẽ rất khác với những gì bạn học ở trong trường. Đó. Và ok. Thì các bạn có hay hỏi anh câu gì nữa không ta trong lớp? Các bạn ở trong lớp thì thật ra là vào mỗi cái thường là các bạn sẽ luôn hỏi là ok anh ơi, bao lâu em trở thành ở đấy? Nghĩa là nghe bao lâu thì em trở thành từ intern em lên thành kiểu junior design, trở thành designer, em thành senior design, em trở thành art director. Thì mình nói thật với các bạn là kiểu nó sẽ tùy khả năng của các bạn, rất là tùy khả năng của các bạn, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào là đi, giống như câu chuyện lúc nãy mình đã từng nói là gì, ở trong ngành, trong cái agency nó rất nhiều người đa dạng, thì các bạn hãy cố gắng chứng tỏ bản thân. Thì khi mọi người chứng tỏ bản thân ấy thì mọi người sẽ được người ta chú ý và kiểu sẽ được cái cơ hội được promote nó nhiều hơn, cơ hội được thăng tiến nó nhiều hơn. Và tiếp theo là cái cách là kiểu các người đi trước, các manager của mình dạy mình ấy, là khi bạn làm tốt ở vị trí tiếp theo của mình thì bạn hãy nhảy lên cái vị trí đấy. Ví dụ như kiểu mình đang là designer, mình muốn lên làm art director thì mình hãy bắt đầu làm những cái công việc như một art director. Tức là sao, mình hãy tham gia vào cái những cái khâu quan trọng hơn. Mình có thể hoàn toàn cái đấy, hoàn toàn agency họ luôn open cho mình là được tham gia nếu mình muốn. Chỉ là các bạn quá rụt rè hay các bạn cảm giác là kiểu bản thân mình hoặc là các bạn đôi lúc lười quá. Coi như coi việc là cứ sấn vô làm là cứ sấn vô làm. Ví dụ như kiểu lúc đầu designer thì các bạn ấy có thể chưa làm đến level làm được KV hoặc là chưa làm được cái TPC, thì bạn bảo ok em muốn thử, cho em thử một option. Anh cho em thử đi, kiểu không mua được thì thôi, nhưng mà mình cứ thử, mình cứ làm thôi, thì cả trả anh chị nó tiếc cả. Ok em làm đi, sai thì anh chị sửa. Thì mình làm thì tất nhiên là mình sẽ bị bận hơn một chút, nhưng mà cái cơ hội là mình được tiếp xúc đấy nhiều hơn. Và khi mình thành thạo được cái level art director rồi thì lúc mình nhảy lên cái level đấy mình rất tự tin. Thì đó là cái cách mình hay nói với các bạn, là đó là cái cách tốt nhất để các bạn thăng tiến. Thì cái mất thời gian bao lâu thì nó tùy mỗi người, có người 2 năm, có người 3 năm, có người 5 năm. Nhưng mà hãy chọn những cái bước đi từng bước nó chắc để cho nó đỡ bỡ ngỡ. Vì đôi lúc mọi người sẽ có một cái rất là xấu là kiểu mọi người nhảy công ty để lên level. Ok. Thì đó là cái rất là xấu. Cái video cái shock luôn. Để lên level thì đôi lúc mọi người sẽ được tăng lương, tăng vị trí rất nhanh. Cái đó không phải gì cả, nhưng mà đôi lúc nó sẽ làm một cái là khiến cho các bạn nó sẽ là hơi bị chống chánh giai đoạn đầu khi bạn ở cái vị trí mới. Thì hãy cố gắng hạn chế những cái điều đấy. Còn những cái tips để mà các bạn lên chức nhanh đó là có việc là cứ sẵn vô làm. Đúng rồi, có lẽ bây giờ làm thì thật ra là kiểu một bạn intern lên cái level junior design thì nó mất tầm khoảng tầm 5 năm rưỡi. Là các bạn là thì ra là cái nó cũng to be fair, nghĩa là công bằng cho cả công ty, là công ty muốn biết bạn như nào và bạn có thời gian làm quen công ty trước khi bạn trở thành một cái thành viên chính thức. Không phải junior design lên vị trí mid level hay senior level thì mất khoảng tầm 1 năm rưỡi. Là cái lúc ấy bạn đã phải làm được nhiều việc hơn, bạn làm nhiều việc hơn thì người ta ok tân đồng ý cho bạn lên vị trí cao hơn. Ông từ senior designer lên vị trí của junior art hay là art director ấy thì mất tầm 2 năm, vì lúc đấy là bạn bắt đầu phải làm những cái vị trí là làm thêm về phim, làm về gọi là cái thứ liên quan animation, làm KV, và bạn phải khả năng thuyết trình những ý tưởng của mình nhiều hơn, chứ bạn không phải là kiểu anh đưa xuống anh chỉ có ngồi vẽ. Và bạn đi bắt đầu rồi thuyết trình ý tưởng hơn thì bạn mới lên art director. Thì sau khi lên art director, bạn muốn lên senior art director thì bạn phải mất tầm 2 năm. 2 năm để bạn lên cái vị trí đấy, thì để bạn có khả năng là gì, vì lúc lên cái vị trí mà senior ấy, thì bạn không còn lỗi là kiểu bạn làm nữa. Mà bạn chuyển không phải muốn đi thuyết trình đi bán ý tưởng nữa, bạn khả năng training. Là anh sẽ phải đào tạo những cái bạn intern, anh sẽ đào tạo các bạn junior design ở dưới để các bạn ấy có khả năng lên. Thì đó nó là thêm, mỗi khi em lên một cấp em sẽ có thêm cái công việc em phải làm. Thì những cái đấy thì nó phải hoàn thiện cái gọi là những bộ kỹ năng.
anh không thể là kiểu mỗi ngày, anh không thể là kiểu ngày nào anh cũng ngồi vẽ nữa, mà bây giờ anh sẽ phải ngồi là ok em ơi em vẽ trong trường như nào, vấn đề gì anh sẽ xử cho em như này, em sẽ làm như này, xong rồi các bạn mới phải training đúng không, nó sẽ nhiều việc hơn. Để cứ giống như anh đi dạy, ừ, nghĩa là y chang đi dạy đi. Giờ anh mất mấy năm để từ không biết gì lên là director, lên senior director. Anh mất 5 năm đấy, nghĩa là anh ở trong ngành quảng cáo bây giờ 5-6 năm thì cũng phải tầm đấy luôn. Okay. Thật ra là anh phải vào ngành quảng cáo thì anh đỡ hơn các bạn một xíu, là anh cái khả năng về design của anh đã được luyện đúng tầm rồi, 8 năm rồi. 8 năm ở Hà Nội, là 8-9 năm ở Hà Nội là anh làm chuyên về design rồi, nên kiểu vào đây thì anh mất một khoảng thời gian thôi, nhưng mà anh luyện thì cũng, với cả anh cũng gặp được cái chị sếp rất là tốt. Chị train cho anh về khả năng gọi là lighting, giống như cái lighting mà anh kể em là cái hồi hoàn toàn ở Hà Nội là anh không có một quan tâm đến lighting. Vậy sao anh đi làm design? Anh làm logo. Logo. Làm logo. Anh rất là chuyên về làm logo. Thì không có manip gì hết. Không manip gì hết. Phần đấy ngoài Hà Nội là chủ yếu là làm branding design, là mọi người làm cái visual về branding chủ yếu. Còn lại mọi người không có sử dụng quá nhiều manip hay là Photoshop. Người nhiều quảng cáo là bắt buộc phải biết về lighting. Mọi người nên biết về lighting vì mọi người sẽ sử dụng nó rất nhiều trong lúc làm. Kể cả, và đặc biệt là trong lúc làm thì nó không chỉ là lúc mọi người design. Mà lúc mọi người làm việc với cả các bên gọi là bên đội ngũ sản xuất ấy, như ánh sáng, giữa ánh sáng trên trời như thế nào, ánh sáng chiếu đèn trong lúc phim như thế nào, hay là ánh sáng chụp ảnh như thế nào, thì mọi người nếu biết mọi người sẽ tốt hơn cho mọi người rất là nhiều. À ok. Rồi để thêm một cái này, các bạn nên học lighting nha. Nhớ học lighting nha. Thật ra sẽ đắt mạnh. Thật ra là cách học lighting nó rất dễ. Thì mình lúc mà mình đi dạy cho các bạn ở trong lớp ấy, mình có chỉ các bạn thì học lighting dễ nó như nào, đó là vì bây giờ ai có điện thoại đúng không? Nhà nào có Instagram đúng không? Sáng sáng mang đồ chơi, mang cốc nước, mang cốc cà phê, mang miếng bánh đĩa ra, đặt bên cạnh cửa sổ, đặt bên cạnh ánh sáng, chụp với nó. Mỗi ngày bạn nhìn cái đấy bạn quen mắt. Bạn sẽ hiểu là ok, cái gần cửa sổ thì nó sáng, bóng thì nó đổ dài ra. Mỗi ngày bạn chụp, mình luyện tập cái đấy cách gì, mình cứ suốt ngày mình chụp với cả nắng. Thì mình sẽ quen được là hướng ánh sáng nó như nào, về sau mình chỉ cần giả lập nó giống như thế. Lấy cỏ quật quật giống như vậy. Anh symbol là nghĩa là anh ra tìm cách để đơn giản nhất có thể. Thì đó là cái cách mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, là kiểu cái điện thoại mình với cả các đồ vật, với cả cái hướng sáng. Bạn cứ nhìn vào nó, ví dụ cái cốc nước bạn đổ trên mặt bàn như nào, hay là đôi lúc bạn chụp cho bạn bè thì bạn thấy là nó đứng dưới nắng, bắt nó ra đứng dưới nắng. Bạn thấy là kiểu cái phần mặt của nó một bên sáng bên tối như nào, đánh khối vậy. Ok, bạn ra trang điểm đánh khối vậy. Thì đấy, thì đó là cách tập của mình, nó dần dần khi là mình quen mắt rồi. Thì thật ra là kiểu các designer của mình đến ngày xưa, mình đến kiểu anh em mình là hồi xưa là design xong cũng phải nhìn theo để làm, nhìn nhiều lắm, nhìn xong rồi làm từ từ. Thì đó là cái khả năng trời phú cho các anh em designer hay là các bạn về visual, là đôi lúc mình nhìn nhiều, mình hiểu và mình làm theo. Làm theo thì nó thành cái bộ kỹ năng là mình hiểu được đó. Thì đó là cách mà khi bạn học về lighting nó cũng thế, khi bạn nhìn nhiều về ánh sáng, bạn tập trung nhìn vào nó, chứ không phải là kiểu mỗi ngày bạn nhìn ra ngoài trời thì tất nhiên mọi thứ nó rất là rối. Nhưng mà nếu bạn tập trung nhìn vào nó qua một ống kính ấy, thì bạn sẽ hiểu là ánh sáng nó là như thế này. Và về sau bạn giả lập nó hay bạn làm nó trên Photoshop thì bạn cũng làm nó đơn giản hơn rất là nhiều. Biết cái hướng ở độ đậm nhạc như thế nào, dài như thế nào là hiểu hết. Đúng rồi. Vì về sau là kiểu làm các thứ thì nó không chỉ là một ánh sáng, có thể một đồ vật. Nó rất là nhiều đồ vật thì mình cần phải làm cái hướng sáng tập trung thôi. Ok. Rồi thì em nghĩ chắc là cũng hết những cái câu hỏi basic của các bạn rồi. Thì vlog này cũng dài đây, cho nên là xin chắc là bye bye các bạn ở đây. Còn nếu các bạn nào mà có câu hỏi gì thì cứ tap xuống dưới comment. Thì vào những cái tập sau lại có anh Linh nữa, thì khi lại trả lời với các bạn một tập nữa. Rồi rất là cảm ơn anh Linh tới đây. Và bye các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại. Mong hẹn gặp lại các bạn tại khóa của anh Linh.